Xin chào mọi người, mình là Yến Chi. Chúng ta lại gặp lại nhau tại kênh của Mr Zero bóng đá vui nhộn. Trận đấu lịch sử Ronaldo béo tỏ sáng đưa Brazil vô địch World Cup lần thứ 5. Brazil giành được danh hiệu World Cup lần thứ 5 trong lịch sử với chiến thắng đáng nhớ 2-0 trước Đức. Đây cũng là một màn trình diễn chói sáng khác của 3R: Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Đức thi đấu tốt trong nửa đầu hiệp 1, tuy nhiên Brazil dần dần trở lại nắm thế trận, khiến Đức hụt hơi và cuối cùng là giành chiến thắng. Cùng xem lại trận đấu lịch sử Ronaldo tỏa sáng đưa Brazil vô địch World Cup lần thứ 5. Đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh cho Mr. Zero nào. Tạm biệt. Ngày 30 tháng 6 năm 2002 đã trở thành một ngày đáng nhớ trong lòng người hâm mộ và là cột mốc ấn tượng trong lịch sử bóng đá thế giới, ghi dấu đại trận chiến nảy lửa giữa hai đội tuyển quốc gia Brazil và Đức. Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau trong một trận chung kết World Cup. Sau 90 phút thi đấu, hai pha lập công của Ronaldo đã đưa Brazil trở thành nhà vô địch thế giới lần thứ 5 và trở thành đội bóng đầu tiên vô địch World Cup trên cả 3 châu lục: châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Tính đến World Cup năm 2018 thì đây là lần cuối một trận chung kết World Cup kết thúc mà không cần dùng hiệp phụ hay đá luân lưu để quyết định. Và cũng là lần cuối một đội bóng ngoài châu Âu giành chức vô địch World Cup. Hãy cùng Mr. Zero điểm lại những khoảnh khắc quan trọng của trận bóng này. Ngay những phút đầu tiên, Brazil nhận được quả phạt góc đầu tiên bên cánh trái do lỗi của Fring, người thực hiện là Ronaldinho. Tuy nhiên, cú sút bóng bay thẳng và trở thành quả phát bóng từ vạch 5m50. Jeremy bị ngã và mất bóng bên cánh phải. Trước cơ hội này, Kleberson dễ dàng dâng bóng lên, chỉ là đường chuyền của anh quá tệ khiến thủ thành Kahn dễ dàng xử lý. Một nỗ lực tầm xa của đội tuyển Đức do Newell băng lên dứt điểm từ một pha đá phạt. Pha bóng này khá hay, tuy nhiên nó lại bị chặn bởi 9 cầu thủ của đội nhà khi chạm chân của Besserer. Ở phút thứ 8 của trận đấu, lợi dụng sự lỏng lẻo trong đường truyền của các hậu vệ Đức, Kleberson băng lên cướp bóng, nhưng tình huống trong pha bật tường này còn chưa mang lại hiệu quả đáng kể nào. Khoảng thời gian đầu của trận đấu, tuyển Đức tỏ ra nguy hiểm trong những đợt phản công. Trong 10 phút đầu, Schneider đã tung ra hai pha tạt bóng, kiến tạo cơ hội ăn bàn cho Đức. Phút thứ 10, Schneider nhận bóng từ đồng đội và chuyền ngay vào cấm địa cho Clauser. Bóng vượt qua hai cầu thủ Brazil trước khi bị thủ thành Marcos cản phá. Ngay sau đó, một pha băng lên của Schneider. Cú tạt của anh thành công xỏ háng trung vệ Silva đến chân của Klose. Tuy nhiên, cầu thủ Brazil đã kịp thời cản phá. Mãi đến phút thứ 19, cơ hội thực sự đầu tiên của trận đấu đã được tạo ra. Ronaldo lao xuống vòng cấm, đón bóng từ đường chuyền chọc khe của Ronaldinho. Suýt nữa thì điểm số đã được nâng lên 1-0 cho Brazil trong tình huống này. Đáng tiếc, Ronaldo đưa bóng vọt qua thủ thành Kahn, nhưng cũng đồng thời vọt ra khỏi cột trái của cầu môn. Bất chấp nguy cơ vừa rồi, người Đức vẫn đang làm chủ trận đấu. Mấy phút sau, Schneider lại dâng lên, chớp lấy bóng sau khi Ribado bị ngã trong pha tranh chấp với Ramelo. Cú sút từ ngoài vòng 16m50 uy hiếp thẳng đến khung thành, song bóng lại đi chệch sang ngang. Phút thứ 30, một cơ hội khác lại mở ra cho Brazil. Lại một lần nữa, sự kết hợp giữa Ronaldinho và Ronaldo suýt tung lưới của Đức. Pha bóng bổng của Ronaldinho bay thẳng vào cấm địa trống trải. Thật không may, Ronaldo xử lý không được tốt trong pha này, khiến bóng bị thủ thành Kahn bắt gọn. Chỉ một chút xíu nữa thôi thì Kleberson đã trở thành người mở tỷ số cho trận đấu. Cú sút từ xa của anh vượt qua thủ môn, tiếc rằng bóng đã bị cầu môn từ chối khi đập trúng sàn ngang. Cơ hội cuối cùng của hiệp 1 cho các cầu thủ Brazil khi Ronaldo nhận đường truyền từ Roberto Carlos. Anh xoay người và dứt điểm, nhưng một lần nữa thủ thành người Đức lại nhanh chóng dùng chân cản phá. Nửa trận đầu của chung kết World Cup năm 2002 có thể nói là không có quá nhiều gay cấn, mãi cho đến 5 phút cuối cùng khi Brazil bỗng nhiên dâng lên dồn dập hơn. Tuyển Đức giữ bóng nhiều hơn trong hiệp đầu, tuy nhiên cơ hội tạo ra lại khá thấp. Trong khi đó, Brazil lại có tới 5 cơ hội khá tốt, đáng tiếc là chưa thể dẫn đầu mở tỷ số. Hiệp 2, trận đấu bắt đầu với liên tiếp những pha tấn công từ phía tuyển Đức, trong đó nguy hiểm nhất phải kể đến là cú đánh đầu của tiền vệ Jeremy trong một tình huống phạt góc. Từ khoảng cách là 32m, tuyển Đức đã có thể ăn mừng nếu như thủ môn Marcos không đỡ được bóng trong tình huống này. Tuy nhiên, chút áp lực ban đầu của Brazil kết thúc khi Ronaldo bắt đầu lên bóng và giành được một quả phạt góc. Kahn trở thành người hùng khi thành công giữ cho lưới của tuyển Đức không bị công phá sau cú đánh đầu của Ribado và cú đệm sau đó của Silva. Trận chung kết World Cup năm 2002 cũng là một màn biểu diễn chói sáng của bộ ba Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Ronaldinho trở ở vị trí thấp nhất trong bộ ba. Anh thường lùi nhận bóng cũng như là bứt tốc qua tiền vệ đối phương. Rivaldo chơi cao hơn một chút và thường kết nối với Ronaldo. Trong khi đó, Roberto di chuyển khá rộng, anh sẵn sàng lợi dụng bất kỳ khoảng trống nào lộ ra giữa ba trung vệ của Đức. Khả năng phối hợp của bộ ba này khá tuyệt vời, khiến các tuyển thủ Đức gặp không ít khó khăn trong việc ngăn chặn. Hơi thở trong đấu trường của Yokohama trở nên gấp rút vào phút thứ 67 khi Ronaldo cướp bóng từ Hamann và chuyền cho Ribado. Pha dứt điểm của anh ở khoảng cách 23m không làm khó được Oliver Kahn. Tuy nhiên, người gác đền xuất sắc này lại lóng ngóng để bóng bật ra khỏi ngực. Ronaldo nhanh chóng xuất hiện và tung lưới tuyển Đức, mở tỷ số, phá tan cân bằng của trận đấu. Phút thứ 79, từ đường bóng bên cánh phải của Kleberson, Rivaldo quyết định nhấc chân nhường bóng đến vị trí của người đồng đội phía sau. pha cứu lòng vào góc phải của Ronaldo khiến Kahn phải ủ rũ vào lưới nhặt bóng, ấn định tỷ số 2-0 nghiêng về Brazil. Liên tiếp tấn công nhưng cỗ xe tăng Đức đã yếu đi nhiều. Có thể nói, thực sự đáng tiếc cho Michael Ballack khi anh đã hy sinh tấm vé tham dự trận chung kết để đánh bại chủ nhà Hàn Quốc ở bán kết. Cũng là đáng tiếc khi tuyển Đức thiếu đi một người thủ lĩnh này, nhất là khi Brazil dần dần nắm giữ thế trận thì Đức càng hụt hơi, khó giữ được phong độ như trong nửa đầu hiệp 1. Tại trận chung kết 4 năm một lần ở giải vô địch bóng đá lớn nhất hành tinh này, có hai người ấp ủ cảm xúc cực kỳ đặc biệt. Một người là Ronaldo của Brazil, người còn lại chính là thủ thành Đức Oliver Kahn. World Cup năm 1998, tuyển Đức dừng lại ở tứ kết. Khi đó, anh từng lập kỷ lục giữ sạch lưới trong vòng 12 trận ở mùa giải năm 1998 năm 1999, nhưng Kahn vẫn còn làm dự bị cho Andreas Köpke. Anh thậm chí còn chưa được vào sân. Đến World Cup năm 2002 thì anh mới trở thành lựa chọn số 1 của tuyển Đức. Ronaldo lì bạc cũng vậy, trận chung kết World Cup năm 1998 những tưởng sẽ là nơi đưa anh đón lấy ánh hào quang, nhưng kết quả là một hồi ức buồn khi Brazil thua Pháp với tỷ số 0-3. Bi kịch hơn khi sau đó Ronaldo phải liên tiếp chịu chấn thương đầu gối nghiêm trọng, cái giá phải trả quá lớn khi hầu như các bác sĩ đều xác định rằng anh không thể thi đấu được nữa. 20 tháng rời xa sân cỏ, ngần ấy thời gian cũng đã đủ làm thoái trí mật của thủ trẻ, nhưng Ronaldo Lima thì không. Sau 2 năm vật lộn với chấn thương, anh trở lại ra sân dưới vô vàn ánh mắt chứa đựng sự nghi ngờ. Thế rồi, khán giả lại chứng kiến một Ronaldo với phong độ hủy diệt khi ghi đến 8 bàn thắng. Cú đúp của anh vào lưới siêu thủ thành Oliver Kahn cùng sự đóng góp của các đồng đội, đặc biệt là Ribado và Ronaldinho, đã giúp vũ công samba đàng hoàng xứng đáng. Đây không chỉ là mốc son sáng chói trong sự nghiệp của Ronaldo Lima mà còn là điểm mốc mang tính lịch sử khi tuyển Brazil lần thứ 5 đăng quang World Cup và trở thành đội bóng đầu tiên vô địch giải thế giới ở cả ba châu lục. Các trận đấu vòng loại của World Cup năm 2022 đã và đang diễn ra. Hy vọng video nhìn lại lịch sử qua các trận đấu của chúng tôi có thể mang đến cho các bạn một bầu không khí được hâm nóng về World Cup. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!